Trong video này tôi sẽ chỉ cho bạn một cách trồng cam quýt bằng cách dâm cành với hiệu quả cao mà không sợ phải vô tình đem một mầm bệnh hiểm nghèo về vườn nhà. Một cây cam quýt tuyệt vời nhất là cây được ghép bằng chồi cho ra một quả tuyệt ngon trên một bộ rễ thích hợp nhất. Lần đầu tiên tôi quan sát cây cam quýt được trồng bằng cách dâm cành và ghép chồi vào cùng một lúc trong một vườn ươm cây tại California để bảo đảm một cây khỏe mạnh tất cả hôm cây đều được lấy ra từ cây đã được kiểm nghiệm và chứng tỏ không có bệnh và những cây này đã được trồng trong những cấu trúc chống cung rùng điều lệ này hiện nay đã trở thành pháp luật ở california và được áp dụng ngay cả với những người chơi cây mỗi khi nhân giống cây có muối để tạo ra cây mới nhà vườn sử dụng phương pháp ghép đôi hay ghép lưỡi để nối mối ghép kế đến dùng dây cao su quấn chặt mối ghép lại để chờ cho mối ghép lành lặn trở lại tiếp theo thì chặt bỏ phần cuối của gốc ghép cuối cùng các cành cây mới ghép này được nhúng vào một kích thích tố để mọc rễ và trồng trong một môi trường giúp rễ phát triển để cho rễ mọc các cành cây này yêu cầu một nhiệt độ một độ ẩm và một lượng ánh sáng thích hợp trong vườn ươm cây này thì điều này được thực hiện bằng cách sửa ấm phần gốc và phun hơi nước cứ mỗi 15 phút sau khi quan sát điều này thì tôi muốn thử xem tôi có thể trồng cây có muối bằng cách dâm cành trong gara của tôi hay không? Để theo dõi quá trình phát triển của rễ cây, tôi dùng ly nhựa trong làm chậu. Tôi đục lỗ thoát nước và cắt bỏ nắp ly để có thể nhét sơ dừa vào chặt chẽ hơn. Sơ dừa là một vật liệu rất lý tưởng để kích thích cành cam quýt ra rễ và sơ dừa cũng là một sản phẩm tái chế từ vỏ dừa. Sơ dừa được đóng gói lại như gạch khô và chỉ cần thêm nước thì sẽ nở ra. Sơ dừa rất tốt cho rễ phát triển vì sơ dừa rất thông thoáng nhưng lại có khả năng giữ lại nhiều nước. Để đạt được nhiệt độ lý tưởng là 80 độ F hay 26.7 độ C, tôi dùng một vật liệu cách nhiệt rất tốt và đặt tấm thảm điện lên trên đó, xong rồi đặt cây trồng lên trên tấm thảm điện. Để giữ độ ẩm cao, tôi trùm cây bằng một thùng chứa đồ bằng nhựa trong. Kế đó, tôi đổ sơ dừa vào ly và để tránh cho dao ghép khỏi bị nhiễm khuẩn, tôi tiệt trùng nó bằng thuốc tẩy có độ đặc là 1.5%. Trước khi bắt đầu, tôi đã cắt sẵn bao bì và sau đó chuẩn bị pha trộn kích thích tố cho rễ cây. Trên mối ghép này, tôi sử dụng một kỹ thuật gọi là ghép chữ xét. Kỹ thuật này cũng rất tốt ngay cả khi phải ghép những nhánh cây hình dạng kỳ quái giống như nhánh cây rồng bay phượng múa này. Nếu muốn thử nghiệm, bạn nên hết sức cẩn thận khi dùng dao, nhất là khi cắt về phía bạn. Bạn nên chống hai ngón tay cái lại và dùng dao bén để tránh dao bị trượt. Nhiều người ghép cây nếu dùng găng tay đặc biệt này thì sẽ không bị đứt tay tại foodmentor.com dụng cụ ghép. Tôi ghép một giống quýt mới. Trong thí dụ đầu tiên, trước hết tôi cắt phần ngọn của góc ghép khoảng 45 độ. Kế đến, tôi cắt một góc rất nhỏ lên phần đầu dài hơn của vết cắt vừa rồi. Sau đó, tôi chẻ một lát thật mỏng kế bên vết cắt cuối cùng nhưng vẫn để nó dính vào cây. Bước thứ hai, tôi cắt phần đáy của cành ghép khoảng 45 độ. Tôi cắt một góc rất nhỏ lên phần đầu dài hơn của vết cắt vừa rồi. Và sau đó, tôi chẻ một lát thật mỏng kế bên vết cắt cuối cùng nhưng vẫn để nó dính vào cây. Bước thứ ba, tôi lắp cành ghép vào gốc ghép bằng cách xen kẽ các lát cắt vừa rồi và tạo thành một mối ghép hình chữ Z. Tôi quấn mối ghép với một vật liệu gọi là Parafilm M để niêm mối ghép lại và giữ cho nó đúng vị trí không bị lệch. Sau đó thì tôi dùng dây thun quấn lại. Bước cuối cùng thì tôi chặt bỏ phần dưới của gốc ghép, xong nhúng nó vào thuốc kích thích ra rễ rồi đem đi trồng xuống. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng xem bài viết được liên kết dưới đây. Trong ví dụ thứ hai, tôi ghép một giống chanh lai gọi là Lemonade Lemon vào góc ghép Carrizo, một loại góc ghép chuyên dùng tại đây. Giống như những nhà vườn chuyên nghiệp, tôi sử dụng hôm cây từ nguồn cung cấp chồi giống hợp pháp. Điều này rất quan trọng tại California và nhiều nơi khác trên thế giới, cây cam quýt cũng bị bệnh giống như con người. Tại California hiện nay chúng tôi đã không căn bệnh gọi là bệnh vàng lá gân xanh hoa long binh đã gây ra 100% tử vong trên nhóm cây có muối. Nó làm giảm tuổi thọ của cây cam quýt từ hàng trăm năm xuống còn khoảng 5 năm mà thôi. Trong những giai đoạn đầu mới nhiễm bệnh, căn bệnh này cực kỳ truyền nhiễm nhưng rất khó nhận thấy. Đã vậy chúng tôi còn có rầy chỏng cánh giúp cho bệnh phát tán rất mau chóng. Hoạt động của con người như di chuyển cây từ vùng này sang vùng khác hay ghép cây bằng những chồi bệnh cũng giúp bệnh này lan truyền rất dễ dàng một cây nếu được nhân giống bằng cách dâm ghép hay chiếc cành đã mang theo mầm bệnh từ cây mẹ để tránh bệnh dịch này bùng phát những người chơi cây ở california đã nhân giống cây này bằng cách đặt chồi giống từ chương trình nhân giống vô sinh cây cam quýt còn gọi là ccpp thay vì dùng chồi ngoài vườn tôi cũng đã tạo ra một video để hướng dẫn chi tiết quá trình thiết lập một tài khoản và đặt chồi giống với ccpp bạn có thể nhấn vào đây để xem trên thế giới phần lớn hiện nay cũng đang gặp khó khăn với bệnh cam quýt như California. Chương trình CCPP sẽ gửi cho giống đến bất cứ nơi nào trên thế giới miễn là pháp luật địa phương cho phép. Lúc khởi đầu, tôi dùng những bóng đèn huỳnh quang T12. Tôi xếp đặt thảm điện, cây và máy điều nhiệt. Xong rồi tôi đem cây vào, phun hơi nước lên cây, đặt máy thăm dò nhiệt độ và dùng thùng nhựa phủ lên trên để giữ cho môi trường được ẩm ướt như thế này thì tôi nghĩ là hơi ẩm đã đủ và phun hơi nước cách một hay hai ngày một lần chỉ trong vòng vài tuần thì nhiều chồi trên các nhánh cây bắt đầu tăng trưởng trong vòng vài tháng nhiều nhánh cây đã mọc rễ bao gồm cây quýt và cây chanh lai dần dần tôi hạ độ ẩm xuống rồi dời mấy cây này ra ngoài và trồng xuống những chậu to hơn cây có múi khá nhạy cảm với sự thay đổi nhanh chóng về mức độ ánh sáng vì vậy tôi chỉ tăng lượng ánh sáng dần dần mà thôi. Tuy nhiên, mớ cây còn lại không ra rễ. Suy đoán rằng các bóng đèn huỳnh quang T12 không đủ mạnh để gây rễ, tôi đã nâng cấp lên đèn huỳnh quang T5. Lúc đó là vào mùa hè nên nhiệt độ cực mạnh từ T5 đã gây tử vong cho mớ cây còn lại. Thế là tôi quyết định thử lại vào mùa đông nhưng tăng cường thiết bị bằng một bộ điều khiển mới để có thể kiểm tra tấm thảm điện và cả cái quạt điện để cầm nhiệt độ trong một khoảng nhất định. Với đợt thử nghiệm trên lô thứ hai, nhờ ánh sáng của đèn T5 và cái quạt, tỷ lệ thành công của tôi tăng lên khoảng 10% giữa 60 cho đến 70%. Tôi đã thí nghiệm với đủ thứ chậu và ngay cả với loại giá thể bông khoáng và thấy rằng những ly nhựa cao là tốt nhất. Đây là những cây mọc rễ đầu tiên của lô thứ hai đã sẵn sàng để trồng trong chậu lớn hơn. Tôi đã làm video này để cứu cây có muối trên khắp thế giới khỏi bệnh tử vong. Bạn có thể giúp đỡ bằng cách không di chuyển cây cam quýt ra khỏi vườn nhà của bạn. Nếu muốn tặng bạn bè một cây tự chế, thử dâm cành một loại cây ăn quả khác như cây sung hay cây lựu chẳng hạn. Các loại cây này ra rễ dễ hơn cam quýt và không có nguy cơ lan truyền bệnh như cây có muối. Bạn cũng có thể giúp đỡ một tay bằng cách chia sẻ video này, bằng cách thích hay bằng cách đăng ký vào kênh YouTube này. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng viết xuống trong phần ý kiến dưới đây. Tôi sẽ rất vui lòng trả lời. Và đừng quên tải xuống ebook miễn phí của tôi tại foodmentor.com, thủ thuật ghép cành.